Chào các bạn, trên tay mình hiện giờ đang là chiếc máy ảnh Sony Alpha A7. Đây là sản phẩm máy ảnh không gương lật đầu tiên của Sony, có thể thay đổi ống kính, sở hữu cảm biến ảnh full frame 24.3 megapixel. Thì chiếc máy ảnh này còn có ISO là 25600, tốc độ màn chập 1/8000 và nhiều các tính năng khác. Thì cùng với máy ảnh Sony Alpha A7R có độ phân giải là 36.4 megapixel thì là mình sẽ xin giới thiệu chiếc máy ảnh này có cái tính năng cũng tương tự, độ phân giải thấp hơn. Thì đây là máy ảnh Sony Alpha A7. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó rất là nhỏ gọn khi mà mình đặt nó trên lòng bàn tay như thế này. Bàn tay của mình thì cũng tương đối là bình thường thôi, không có lớn. Thì các bạn có thể thấy cái kích thước nhỏ gọn của nó. Và nó sở hữu ngàm ống kính e-mount. Ở đây là ngàm ống kính e-mount của máy. Ống kính thế hệ mới, nó gọi là ống kính có ký hiệu là FE, để cho cái khung hình full frame nó có thể hiển thị đầy đủ được trên cái ống kính này và cái cảm biến nó nhận diện được. Thì ở trước mặt của cái chiếc máy này chúng ta có thể thấy là chúng ta chỉ có một cái ngàm để mở chốt và một cái cảm biến để khi mà bạn đặt cái tay vào đây thì nó lấy nét được. Chúng ta còn nó kết nối micro HDMI cũng như là kết nối micro USB dành cho việc sạc pin hoặc là các hệ thống điều khiển khác, phụ kiện khác của Sony. Ở phía bên này chúng ta có kết nối Wi-Fi và NFC, đặc biệt là cái phím quay phim nó nằm ở đây, cho nên khi bạn cầm vào cái tư thế máy như thế này thì sẽ không có bị bấm nhầm. Chúng ta có một cái màn hình LCD 3 inch, kính ngắm điện tử có độ phân giải là 2,4 triệu điểm ảnh. Thì hệ thống điều khiển của Alpha A7 nằm hầu hết là ở bên phải, chúng ta sẽ điều khiển bằng hai ngón tay này. Còn ở đây chúng ta có một phím menu. Đây mình sẽ mở chiếc máy để bạn có thể nghe được cái tiếng màn chập. Nó có hai chế độ màn chập, một là chế độ có 2 tiếng và chúng ta có thể điều chỉnh thành chế độ màn chập có 1 tiếng như ở trong này. Và bây giờ màn chập sẽ kêu 1 tiếng. Phím điều khiển quen thuộc của dòng RX1. Đây là bánh xe chọn chức năng, công tắc mở, chụp, vòng điều chỉnh EV cũng như là các phím phân sân custom 1, 2 và 3. Thì nó nhiều hơn RX1 một chút. Ngoài ra thì hệ thống điều khiển quen thuộc của Nex 7 hay là Nex 6 cũng đều có ở đây, là vòng điều chỉnh chế độ ISO này, phím FN để truyền vào máy hình, để truyền đến máy tính, FNF cũng như là khóa sáng iLock, bấm giữ khóa sáng. Thì Sony Alpha 7 sử dụng một cái giao diện gọi là Quick Navi Pro. Khi mà mình chuyển qua cái chế độ Quick Navi Pro, chúng ta có thể kiểm soát được hết mọi thông số, chưa kể là đường trên trời cũng như là biểu đồ ánh sáng histogram. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tính năng Live View quen thuộc. Và cái Quick Navi Pro này nó có cái lựa chọn mới là 12 cái lựa chọn thông số ở dưới này. Đây là cái tính năng mới trên dòng Alpha A7 cũng như là máy ảnh RX10. Menu của máy thì chúng ta có cái phong cách quen thuộc của dòng máy Nex. Tuy nhiên bạn có thể tắt cái tính năng này đi để nó trở thành là menu bình thường của chiếc Alpha A99 cũng như là RX1. Nhìn chung thì máy có đầy đủ các tính năng mà các dòng Nex 7 hay là RX1 có. Riêng với dòng A7 này, chúng ta có một cái tính năng gọi là lấy nét theo pha. Lấy nét theo pha và lấy nét tương phản, đó là một hệ thống lấy nét line. Trên cái khung hình chúng ta có thể thấy khi mà bật cái chế độ lấy nét line thì nó sẽ có một cái khung hình chữ nhật như thế này. Thì đây là cái hệ thống lấy nét mạnh nhất của máy, còn xung quanh là một hệ thống lấy nét truyền thống. Và máy có thời gian khởi động và phản ứng rất là nhanh. Khi mà bạn mở máy lên, chúng ta bấm chụp một cái là có thể ngay lập tức có một bức hình. Thì cái màn hình này có tính năng lật lên xuống như thế này, chúng ta có thể điều chỉnh được góc nhìn cho phù hợp. Chiếc máy này vẫn sử dụng pin FW50. Khoang pin của máy thì vừa đủ với một chiếc pin và dung lượng của nó là 1080. Ngoài ra thì chúng ta có một khe cắm thẻ nhớ Memory Stick Pro Duo hoặc là thẻ nhớ SDHC. Và chúng ta có một chiếc máy có thể dễ dàng cầm bất kỳ đi đâu, với một kích thước nhỏ gọn và trọng lượng cả ống kính chưa tới 1 kg. Vâng, xin cảm ơn.